Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ vui khúc đồng dao, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chương trình thần tượng âm nhạc, 21 giờ 30 phút chúc mừng sinh nhật, 22 giờ phim truyện Việt Nam truy tìm dấu vết tập 19, 22 giờ 50 phút tin trong nước, 23 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Địa hình quan Đại Tống tập 49, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày, tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 6 tháng 12 gồm có những tiết mục sau: 0 giờ 20 phút sân khấu về khuya, kịch Bông Cỏ May; 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nhịp Đập Trái Tim tập 49; 3 giờ 30 phút thế giới đo đây, những thế giới riêng biệt; 4 giờ khéo tay hay làm, chả giò rong biển; 4 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao. Và bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.